Giữa tòa kiến trúc mới đầy sầm uất và tòa nhà làm việc, có một ngôi nhà gỗ như vậy tồn tại gần 150 năm lịch sử. Thế nhưng những người xung quanh lại nói rằng đây là một ngôi nhà ma, bởi vì đã từng có một cặp vợ chồng diễn viên sống tại đây, Alexander và Irina. Bọn họ đã sống ở đây rất lâu. Thế nhưng đến một ngày đột nhiên Alexander phát bệnh nặng, phải đưa vào viện điều trị, chỉ có một mình người vợ cô đơn ở nhà. Và bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Bỗng một ngày bạn bè của Irina nhận được cuộc gọi từ cô ấy. Trong điện thoại rằng Irina nói rằng không muốn sống nữa và muốn tự sát. Người bạn nghe những lời này liền lập tức báo cảnh sát. Thế nhưng khi đến nơi, tất cả đều đã muộn màng. Irina đã tự sát trong ngôi nhà này. Người vợ qua đời được chưa được bao lâu thì người chồng cũng qua đời trong viện. Từ đó ngôi nhà này đã bị niêm phong. Điều kỳ lạ là ngôi nhà dẫu không được ai dọn dẹp, thế nhưng nó vẫn giữ được bộ dạng ban đầu sau bao nhiêu năm. Thậm chí đến một con nhện cũng không có, giống như bình thường vẫn có người sống tại đây. Vậy ngôi nhà kỳ lạ này rốt cuộc có phải là ngôi nhà ma không? Trong đó thực sự đã giấu bí mật gì? Những câu hỏi này chính là thử thách dành cho các nhà tâm linh. Lần này các thí sinh sẽ bị bịt mắt, sau đó sẽ được chương trình đưa vào trong ngôi nhà. Tổ chương trình sẽ không cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan đến ngôi nhà này. Thậm chí các thí sinh còn không biết bản thân đang ở thành phố nào. Pháp sư đầu tiên thực hiện thử thách là Maria. Cô ấy đã từng giành quán quân của một cuộc thi tương tự như thế này. Sau bao nhiêu năm, không ngờ rằng cô ấy lại tham gia thi đấu một lần nữa, khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Я вижу очень много книг. Полки с книгами. Не могу понять, что с этой стороны. Как будто наверху что-то лежит. Что-то золотое. Я чувствую запах дерева. Я вижу что-то тяжелое, как деревянный стол. Chiếc bàn đó nằm ở bên này. Thí sinh này dù bị bịt mắt, vẫn có thể cảm nhận được những vật dụng xung quanh. Tiếp đó cô ấy nói rằng cảm nhận được có một người đàn ông ngồi ở phía sau bàn. Người dẫn chương trình nghe đến đây liền có chút sợ hãi, lập tức hỏi Maria, người đàn ông này hiện tại đang ở đâu? Lúc này Maria yêu cầu đưa một vật dụng cá nhân của người đàn ông đó cho cô ấy. Sau khi cầm chiếc vòng tay, Maria cảm nhận được rằng người đàn ông này đã qua đời, còn nói trong phong nhà có một loại năng lượng xấu. Mọi người đều đồng ý với câu trả lời của cô ấy, vì thế đã cho phép cô ấy tháo bịt mắt. Tiếp theo người dẫn chương trình đưa cho Maria kể về những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà này. Tiếc rằng Maria năng lực có hạn, không thể đưa ra đáp án mà người dẫn chương trình mong muốn. Sau đó lần lượt đến các thí sinh khác thực hiện phần thi, thế nhưng cũng chỉ đoán được những vật dụng trong ngôi nhà, còn không thể cảm nhận được việc nữ chủ nhân đã tự sát trong ngôi nhà này. Mọi người xung quanh dần dần thể hiện sự hoài nghi về thực lực của các thí sinh, cho đến khi đến phần thi của pháp sư Granny Katha. Sau khi Katha bước vào phòng, bà bèn ngồi xổm xuống để cảm nhận mặt sàn. Thế nhưng biểu hiện này khiến người xem tưởng rằng Granny Katha đang nhân cơ hội để sờ mó các vật dụng xung quanh. Thế nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc đó là bà Katha không hề nhắc đến các vật dụng, mà miêu tả rằng đây là căn phòng của chủ nhà. Điều này khiến mọi người khó lòng tin được. Thế nhưng người phụ nữ 40 tuổi mà Granny Katha nhìn thấy rất giống với Irina. Người hơi thấp, thân hình thon thả, mái tóc đậm màu. Granny Katha không chỉ nói ra được tuổi tác tướng mạo của Irina, còn phát hiện rằng cô ấy thường xuyên gọi điện thoại ở căn phòng này. Bạn của Irina nghe xong vô cùng bất ngờ, thì ra căn phòng này cũng chính là phòng đọc sách của Irina. Cô ấy thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè tại đây. Ngoài ra, Granny Katha còn nhìn thấy một người đàn ông. Alexander và Irina thực sự tổ chức hôn lễ ở giáo đường. Granny Katha nhìn thấy người đàn ông này đúng khi Irina mất đi, đồng thời cô cũng cảm nhận được rằng cái chết của hai người này có một mối liên quan với nhau. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn một đứa con trai, tầm 35 tuổi. Thế nhưng trên thực tế Irina không có con trai. Lẽ nào Granny Katha cảm nhận sai rồi sao? Lúc này người đàn ông xem chương trình bên cạnh đột nhiên đã hiểu những lời Granny Katha nói. Она выключила логику, потому что если думать логически, то у женщины 40 лет не может быть сын.
тоже 40 лет примерно. Мне 36. Thế nhưng thật ra những lời mà Granny Katha nói không sai chút nào. Bà ấy cảm nhận được đó là con trai nuôi của Irina. Phần thể hiện lần này của Granny Katha thực sự khiến những người xung quanh phải trầm trồ. Thế nhưng điều kỳ lạ là không có thí sinh nào cảm thấy căn nhà này tồn tại nguy hiểm. Lẽ nào ngôi nhà ma này hoàn toàn là bịa đặt giả dối? Trong lúc mọi người đang mừng thầm thì pháp sư tóc vàng này xuất hiện, một lần nữa lại khiến không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Vị trí mà người chị gái này được dẫn đến là căn phòng ngủ. Điều khác biệt so với các phòng khác đó là chiếc trần của phòng này rất thấp, có thể dễ dàng bị đụng đầu. Hơn nữa chiếc gương được để đối diện với giường, mới nhìn như vậy đã cảm thấy nghẹt thở rồi. Mặc dù cô gái tóc vàng này bị bịt mắt, thế nhưng lại có thể suy đoán chính xác vị trí của chiếc gương. Tiếp đó cô ấy dốc nước ra tay, rồi đổ lên gương, sau đó ngồi xuống niệm một đoạn thần chú. Cuối cùng thì phù thủy dường như đã nhìn thấy hình ảnh của Irina lúc còn sống. Эта подушка вся в слезах, она втолкнула слез. Это же вот эта женщина, она плакала здесь. Sau khi người dẫn chương trình thấy phù thủy đều miêu tả chính xác mọi việc xung quanh, liền để cô ấy bỏ bịt mắt xuống. Lúc này người dẫn chương trình muốn kể những việc xảy ra trong căn phòng này với cô ấy. Thế nhưng chị tóc vàng đột nhiên đứng dậy đi đến trước gương. Cô ấy nói rằng trước khi Irina thắt cổ tự tử đã trải đầu ở đây. Nói xong cô lập tức rời đi. Người dẫn chương trình đi theo sau mới phát hiện phù thủy đã đi đến tầng gác lửng nơi mà Irina thắt cổ tự tử. Thế nhưng khi người dẫn chương trình hỏi, cô ấy lại nói bản thân cũng không biết tại sao lại đi đến đây. Từng hành động cử chỉ của phù thủy đều khiến mọi người bất ngờ. Thế nhưng càng đáng sợ hơn là cô ấy đột nhiên ngồi xuống vị trí mà Irina tự tử. Mọi người xung quanh phát hiện phù thủy làm động tác ra hiệu giống như Irina trước đây đã làm. May mắn là cô ấy đã nhanh chóng hồi tỉnh. Cô ấy nói rằng trước khi Irina tự sát, cô ấy thậm chí không có chút gì sợ chết. So với việc phải chết đi, cô ấy càng cảm thấy sợ việc phải sống hơn. Irina dường như đã hoàn toàn từ bỏ bản thân. Những người bạn thân nghe xong liền nói, sau khi Irina chuyển đến ngôi nhà này, quả thực hay xảy ra những trận cãi nhau lớn với Alex. Hơn nữa bệnh rối loạn tâm thần của cô ấy cũng xảy ra thường xuyên hơn. Tinh thần của cô ấy trở nên không ổn định. Phù thủy cảm nhận việc Irina tự sát chắc chắn có liên quan đến tinh thần không ổn định của cô ấy. Còn về tại sao Irina lại trở nên như vậy, là do điều gì đã dẫn tới điều đó, thì phù thủy cũng chưa có câu trả lời. Người cuối cùng thực hiện thử thách là Julie. Thực lực của cô ấy vô cùng ghê gớm, trong cơ thể có linh hồn hỗn loạn. Thế nhưng đến cả một pháp sư mạnh như vậy, sau khi bước vào ngôi nhà này cũng trở nên kỳ lạ. Thanh âm lạnh lót của chim sơn ca. Không ai ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy. Ở đây từng tổ chức vũ hội, trình diễn một ca khúc lãng mạn nên có một chiếc piano ở đây. Như mọi người đã biết, hội trường này là một quán trọ nhỏ dành cho những người vô gia cư trong thời kỳ Xô Viết. Thế nhưng hoàn toàn có khả năng ở đây từng thực sự có vũ hội. Không có thứ gì có thể giúp căn nhà này. Đây là nơi ở của một gia đình rất tốt. Không ai biết rằng đã xảy ra điều gì. Julie nằm ở đó không chút cử động. Julie đột nhiên nhảy lên. Hành động của cô ấy làm mọi người cảm thấy khó hiểu. Sau đó yêu cầu tổ chương trình đưa anh ta đến tầng dưới. Nếu từng xem qua các bộ phim khủng bố thì đều biết rằng phía dưới lòng đất luôn luôn chứa những điều bí hiểm. Căn phòng này cũng không ngoại lệ. Sau khi Julie yêu cầu bỏ bịt mắt, phát hiện rằng ở đây trong thời kỳ đại thanh trừng vào những năm 30 của thế kỷ trước đã bắn chết rất nhiều người. Sau khi nghe xong, mọi người đều bất ngờ sợ hãi. Thế nhưng trong lúc mọi người đang bất ngờ hoảng sợ thì Julie lại chạy loạn trong nhà. Было непонятно, как она ориентируется в запутанных коридорах.
члена удалено. Sau khi chạy một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Thế nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Julie giống với phù thủy, đều bị chiếc gác này thu hút. Sau khi Julie bước vào căn phòng này, liền lộ một vẻ mặt rất đau buồn. Cô ấy nói rằng có một người phụ nữ đưa cô ấy đến đây. Sau đó Julie nói với người dẫn chương trình, đừng mang bất kỳ ai đến đây nữa. Ở đây vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều người ở đây đã phát điên và tự sát. Tiếp đó Julie phát hiện Irina đã mang đất chồng của mẹ đặt ở một chỗ bí mật trên sân thượng. Sau khi biết mọi chuyện tất cả bỗng chốc không, Julie lập tức đưa tổ chương trình rời khỏi chỗ này, đồng thời khuyên người bạn của Irina, sau này tốt nhất đừng vào ngôi nhà này nữa. Đây là nơi thực hiện hình phạt tử hình, ở lâu sẽ bị rối loạn tâm thần. Người dẫn chương trình đều tin vào những lời mà Julie nói, bởi vì cô ấy nhìn thấy sau khi Julie bước vào căn phòng đó, đột nhiên quàng một vòng khăn lên cổ. Thế nhưng Julie không nhớ mình đã làm như vậy. Thử thách lần này quả thực đã lật đổ những nhận định của mọi người. Chúng tôi không biết ngôi nhà ma này cuối cùng được xử lý ra sao, chỉ biết rằng các nhà tâm linh sẽ tiếp tục đến với những thử thách mới.